với danh dự xuất sắc mình giành được trong cuộc thi Asian Star 2022. Chúng ta sẽ cùng đến với người mẫu nhí ấn tượng Minh Hưng. Và đến từ cuộc thi Asian Star 2022 với danh hiệu người mẫu nhí được yêu thích nhất, chúng ta cùng gặp gỡ với người mẫu nhí Kim Anh. Và rất nhiều những gương mặt người mẫu nhí bước ra từ cuộc thi Asian Star 2022. Và sau đây là cô gái đã giành được giải người mẫu nhí tài năng Asian Star 2022, người mẫu nhí Hoài Anh.